Dạ vâng, em Hải chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Hôm nay thì em Hải đang có địa chỉ là số 19 Hoàng Diệu. Mình đang có mặt tại khu Hoàng Thành Thăng Long. Dạ hôm nay em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng vào bên trong để tham quan nha. Thì trước tiên mình vào tham quan thì phải vào mua vé đã. Đây, nơi tiếp đón khách tham quan mua vé này. Đây, vâng, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong xem sao nha. Đấy, không biết là vé có tiền này, giờ mình sẽ qua khu vực này mình mua vé. Ồ, vào bên trong này khá là đẹp này. Đấy, quý cô chú anh chị mình thấy này. Đây em Hải ra Hà Nội nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được vào bên trong Hoàng Thành Thăng Long. Vâng, thì ở đây thì em Hải thấy là thu hút một lượng khách tới cũng khá là đông đây. Đấy, quý cô chú anh chị mình bên kia thì có một chiếc xe 45 chỗ đang đón khách xuống. Đây mọi người thấy trang trí khá là đẹp này. Đấy, khá là đẹp, vui Tết Trung Thu 2024. Đây, thế từng đoàn du khách này. Cái này là cái du khách Hàn. Thôi, bây giờ mình vào bên trong xếp hàng mua vé. Nhanh không có hết giờ. Hơi cũng hơi muộn. Thì giá vé là 70 ngàn một vé. Đi ra đoàn thì bên đoàn ta mua vé. Còn mình đi cá nhân thì mình phải được xếp hàng thôi. Đấy, vé tham quan là 70 ngàn. Và người lớn, còn học sinh nhỉ. Học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên thì khoảng 35.000 đồng. Hoặc là miễn phí vé tham quan dưới 16 tuổi công dân Việt Nam và người tàn tật. Mình thấy muộn quá, bây giờ có mới đứng quầy vé bán đó. Let's go. This is not in English. Okay, no, not in English. Oh, She has her flight at 10. So it's going to be a very small, very short time. Just to bring it. What's that? So we'll just see her over here. Ở đây mọi người, thì bây giờ mình cùng vào bên trong rồi nhá. Có một người bán thôi mà nó nhiều nên nó cũng hơi nó một chút. Bây giờ mình giống như đi vào đi qua cái mã code này quét thôi. Đây, giá vé mọi người làn vậy, chia theo làn này, làn miễn phí này, làn 70 ngàn, làn 70, làn 35 ngàn. Thì ở bên ngoài thì khá là đẹp cả nhà ơi. Đấy, nhưng hơi nắng một chút. Ở đây khu vực này chắc là cũng khá là rộng rồi quý cô chú anh chị mình.
Ok, thì em Hải cũng đã có đi xe bus qua đây vài lần rồi, nhưng mình cũng chưa có cơ hội được vào bên trong này để quay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn xem. Thường thường em Hải thấy vào cái thời gian này thì mọi người mặc áo dài đi chụp hình tại khu vực này rất là nhiều. Vâng, thì mọi người thấy nó khá là đẹp, thực sự là đẹp ghê luôn á. Vâng, thì giá vé 70.000 là cũng được cả nhà nhá. Mình đi dạo tham quan một chút cho biết Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, mọi người hình như là có phải được lên bên trên kia kìa. Mọi người cũng check in bên trên kia cũng đi dạo dạo này. Đấy, sẽ đi. Nhưng mà hôm nay mình đi thời tiết nó nắng quá. Đi muộn quá. Hôm nay em phải có một chút việc bận. Nên giờ này mới đi quay cho cả nhà cũng xem được. Đây, hiện tại là khu vực này là khu vực di tích Đoạn Môn cửa chính. Bây giờ em Hải sẽ đi lên trên này cho mọi người quay cho mọi người cùng xem. Ở đây thì có tour đi dạo đêm tại bên trong này nha mọi người. Thì quý cô chú anh chị mình có thể mua vé để đi dạo đêm. Đây nè, bên trong này mọi người đang mặc áo dài này, chụp hình bên trong. Ui, rộng lắm cả nhà ơi, không biết là mình đi có hết không ấy. Sự rất là rộng. Đây, bên này cũng có đoàn du khách này, đang chụp hình. Ui, rộng lắm. Đây, chắc là bây giờ thì mình chắc đi lên trên thành một chút. Sau đấy qua này em phải thấy rộng lắm. Đây, mình ghé đây mình mua chai nước là mọi người. Khát nước quá, đi lên chợ. Đây có cái bán nước, bán cây nước, bán. Đây có cây nước tự động.
Mình nhà mua nước suối là 10 ngàn. Chỉ có nước ngọt là 15 ngàn thôi. Cho tiền vào trong máy. Chọn số thôi. Mình lấy đại số 1. Mọi người này, xác nhận mua 10.000 đồng. Đó. Hay là có chảy nước cả. Cô chú anh chị mình. À, thực sự là mát lạnh luôn nhỉ. Đây nè mọi người, từ cái gì đây xuống lòng đất đến bảo tàng. Đây phải xem bên trong bảo tàng này có cái gì nhỉ. Bên này, cái này là cái mũ cột màu trắng này nè. Còn cái này là cầu kiện trang trí rồng đá thời Lê Trung Hưng. Ở đây thì có cho thuê trang phục để chụp hình nhé mọi người. Này. Trong này có quán cà phê luôn. Wow, rộng lắm cả nhà. Cái này đi mệt không hết luôn. Bên này mọi người, đây này có cái vườn cây này. Rất là mát. Cái này theo mọi người cái gì em hỏi em chẳng biết cái gì nữa. Nhìn nó giống cái cây vú sữa ấy, không biết có đúng không. Bên này là cây nhãn này, nhìn là một số cây thôi. Cây xà cừ.
Ui dồi mọi người, một vườn bưởi này. Trên cây cây này cây đại mà không còn sóc. Đây con sóc đèn đang chạy quanh quanh tại khu vực này. Vườn bưởi này rất là nhiều trái nhá, rất là xoài trái luôn đấy. Ở đây đây mọi người. Bây giờ mình thử vào cái chỗ khu vực hầm chỉ huy tác chiến bộ tham mưu xem có cái gì nhỉ. Đây, đây mình cũng xuống Đây mọi người. Ui, cái cửa này này. Thank you.
Dạ vâng, bây giờ mình sẽ đi lên trên này nhá. Chỗ này người ta chán mắt rồi. Lên trên này thì cũng không có cái gì. Đây, bây giờ thì mình sẽ lên trên cổng chính này, quay cái nhà cùng xem một chút. Wow, thấy này, khá là đẹp. Cái này đi đêm rất là đẹp luôn á. Và nếu mọi người đi sáng sớm á, mọi người sẽ gặp những các cô mặc áo dài đấy, vào bên trong và chụp hình.
khá là mệt. À, dạ vâng, thì mình sẽ đi qua bên kia xem thế nào nhỉ. Cái chỗ này nó bị tắt bên ở đây, còn lên đây. Vâng, nếu đợt này em có thời gian em hãy sẽ dẫn quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan thành nhà Hồ nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ tham quan Hoàng Thành Thăng Long, và ngày mai thì vào ngày mốt thì đấy thì mình sẽ qua thành nhà Hồ, quay cả nhà cùng xem. Nóng quá. Bây giờ này mình đi xuống về đây cả nhà. Đấy, nói chung nó cũng gần hết rồi. Đấy, xa xa thì em lại thấy có lăng Bác ở bên kia. Đó, thì cái cầu thang người thấy này, nó rất là dốc, nên quý cô chú anh chị mình đi hết sức cẩn thận. Này, người thấy dốc đứng luôn.
Dạ, thì vào bên trong này khá là mát mọi người. Cái này là từ thành đá, ở đây mát lắm. À. Cái cửa này nhìn kinh khủng nha. Cái này bằng lim. Chào bác, thì tới đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nhé.